quý vị, chúng ta đang đi qua ngay ngã 6, chỗ đường Bà Đăng Khai, đường Cái Bàn Tháng 8, Võ Thị Sáu. Và chúng ta đang đi trên đường Lý Chính Thắng. Đây là đường Lý Chính Thắng cắt với lại đường Nguyễn Thông ha. Bây giờ thì tầm khoảng gần 3 giờ chiều thôi, nhưng mà trời Sài Gòn hôm nay thì hơi chuyển mưa và đường xá thì khá đông ha. Đây là một cái công ty về xe ôm online GoViet, giống như Grab hay Uber đó cả nhà. Và họ chỉ có tài xế là xe máy thôi. Đây là Grab. Bây giờ chúng ta cắt qua đường Trương Định. Chúng ta cắt tới đường Trần Quốc Thảo không? Đây là góc đường Lý Chính Thắng cắt với lại đường Nguyễn Văn Trỗi. Đây có một công trình đang xây đó. Thank you.
là các qua đường mình vẫn bắn. Chỗ đây dừng lại ở đường Trần Nguyên Liệu.
vực sân bay đi ra quá trời luôn. Xe ô tô đậu đây rất nhiều.